Chào các em, rất vui hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Măng Non dạy vẽ trên truyền hình. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi lời chúc sức khỏe tới gia đình và các em bình an. Để tiếp tục chương trình, hôm nay chúng ta sẽ lại vào một chương trình mới trong môn hội họa. Ở các bài trước thì tôi đã hướng dẫn các em những phần cơ bản nhất của môn hội họa. Đó là cấu trúc về hình và màu. Để tiếp tục chương trình, hôm nay xin giới thiệu với các em, trong năm mới chúng ta sẽ chuyển sang một bài học mà có tính chất chuyên sâu hơn. Như vậy, ở trong hội họa thì người ta chia các cái loại hình nghệ thuật ra làm nhiều thể loại. Đó là phong cảnh, tĩnh vật, chân dung. Trong giai đoạn đầu thì chúng ta có đề cập đến một số bài về tĩnh vật, bởi vì nó liên quan đến phần cấu trúc và hình. Sang phần này, tôi xin giới thiệu với các em một thể loại mới, đó là phong cảnh. Ở trong tranh phong cảnh, để chúng ta diễn đạt được một bức tranh hoàn chỉnh thì nó có những cái nguyên tắc và những cái luật sau đây. Chúng ta sẽ bắt đầu cùng nhau để trao đổi về thể loại tranh phong cảnh. Chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Trong tranh phong cảnh thì có một cái nguyên tắc cơ bản nhất, đó là chúng ta phải xác định được cái đường chân trời. Nói về đường chân trời thì chúng ta hiểu như sau. Thí dụ như chúng ta đứng ở một cái vị trí, mắt chúng ta bao giờ cũng nhìn thẳng song song với mặt đất, đúng không? Do cái góc mở của mắt là 50 độ. Do đó khi chúng ta nhìn toàn bộ những cái sự vật và những cái cảnh thì chúng ta sẽ nhận thấy là gồm có một cái ảnh được chiếu ở trên cái vùng mà chúng ta nhìn. Do là chúng ta đứng ở trong không gian, cho nên cái mặt phẳng của chúng ta nó không phẳng theo như là cái chiều cắt này, mà nó sẽ vát đi. Và cái bầu trời chúng ta nhìn nó cũng bị vát đi. Cái điểm cuối cùng mà mắt chúng ta nhìn thấy thì chính ở đây, kéo dài ngang ra thì nó là đường chân trời, nơi mà tiếp giáp giữa mặt đất và bầu trời thì người ta gọi là đường chân trời. Cái điểm mà chúng ta tập trung vào nhìn thì cái điểm này người ta gọi là điểm chốn. Trong thực tế thì nó có rất nhiều điểm chốn. Nếu mắt chúng ta đặt vào đâu thì ở đó nó sẽ là điểm chốn. Với cái cấu trúc về không gian như thế này, giới thiệu với các em biết sơ lược về cái thấu thị, để khi chúng ta vẽ những công trình, sông núi, rồi cây cối, để chúng ta nhận biết được cái cách giải quyết. Tôi nói một cái thí dụ, nếu như ngôi nhà bình thường thì chúng ta nhìn trên mặt phẳng thì nó là như thế này.
Nhưng trong không gian là ít khi chúng ta nhìn thấy cái nhà mà theo cái chiều này, bởi vì nó không đẹp. Để nó thể hiện được trong không gian thì chúng ta cố gắng là đặt cái ảnh mà chúng ta nhìn này, là khi vẽ là chúng ta có thể di chuyển các cái vị trí để làm sao cho cái nhà này chúng ta nhìn được ít nhất là hai mặt. Vậy thì cái nhà này, cấu trúc của nó như tôi đã hướng dẫn với các em, là nó là bản thân cái nhà này nó là cái hình hộp, mà hình hộp nằm ở trong không gian thì cái cạnh mà chúng ta nhìn thấy nó là tương đây, thì cái cạnh ở bên kia nó sẽ nhỏ hơn. Do đó ở đây nó xuất hiện một cái đường kéo dài ở đây và nó sẽ về điểm chốn. Đây chính nó là cái điểm chốn. Và một cái cạnh nữa mà chúng ta nhìn thấy thì ở đây nó lại cũng có một điểm chốn. Tức là nếu như cái cạnh này là dài nhất thì hai cái cạnh bên là nhỏ hơn. Do đó đây nó cũng đi về một cái điểm chốn nữa. Như vậy thì là cái cấu trúc của cái nhà này ở trong không gian là chúng ta thấy là nó không bị sai. Phần cái mái thì là chúng ta dựa trên cơ sở của cái hình khối hộp và chúng ta tiếp tục dựng cái mái. Như vậy là chúng ta có được một cái nhà nó nằm ở trong không gian. Đúng không ạ? Tương tự là chúng ta sẽ có những cái vật mà nó cũng nằm ở trong các cái khối cơ bản. Tôi nói thí dụ như là cái cây. Bản thân cái thân cây thì nó là một cái hình trụ tròn đứng. Mà khi mà nó ở một cái thế nó vươn cao như thế này, nhưng các cái tán lá của nó thì các em lưu ý là chúng ta không nên lúng túng ở trong cái chuyện là xử lý các cái tán lá, mà các em nên quy nó về thành những cái khối cơ bản. Tôi nói thí dụ như là cả một cái tán cây nó gồm nhiều tầng. Thì chúng ta lưu ý một cái điều, tức là những cái tán này là nó là một cái khối, nó gồm có nhiều cái các cái khối nhỏ, khối cầu nhỏ chồng vào với nhau. Do đó là khi mà chúng ta phân định ánh sáng đi theo góc 45 độ thì chúng ta lại phải luôn nhớ rằng là nó mỗi một cái khóm lá này là nó gồm có 3 phần: tối, trung gian và sáng, và liên tục lại tối, trung gian và sáng. Với cái cách này là chúng ta sẽ diễn tả được các cái cây theo khối, nó không bị bẹt. Ngoài ra, nếu như chúng ta phải vẽ mà cảnh có núi thì các em lại phải lưu ý cái núi thực chất nếu như chúng ta nhìn thì nó chỉ đơn giản là như thế này thôi. Nhưng nếu mà xét về cấu trúc của hình thì chúng ta sẽ thấy mỗi một cái đỉnh núi này nó chính là những cái chóp tam giác. Và đây nó là những cái đáy, phần dưới là phần đáy. Nhưng khi chúng ta nhìn theo cái cấu trúc của cái hình khối chóp tam giác thì chúng ta sẽ biết được là đây bên này nó sáng, bên này nó phải tối. Như vậy khi chúng ta diễn tả thì sẽ ra được ngay những cái ngọn núi. Còn tùy theo mức độ nó gần hay xa để chúng ta diễn đạt về sắc độ. Với cái cách này
là chúng ta không bao giờ bị nhầm, không bao giờ cái tranh của chúng ta nó bị bẹt. Việc đầu tiên là chúng ta xác định được các cái khối ở trong không gian. Sau đó là chúng ta vẽ theo một cái cách rất là đơn giản, là dùng những mảng để mà quy các cái vật đó thành những cái mảng lớn theo cái hệ màu mà chúng ta định. Có một vài những cái nguyên tắc, thí dụ chúng ta sẽ phải bố cục cho cái bức tranh của chúng ta nó thuận mắt. Vậy thì làm thế nào để cho nó thuận mắt và làm thế nào để người ta nhìn cho nó đẹp? Thì nó có một nguyên tắc gọi là 1/3. Nguyên tắc 1/3 ở đây là khi chúng ta vẽ dọc hay vẽ ngang thì cái bức tranh của chúng ta sẽ được bố trí như sau. Nếu như chúng ta để ngang như thế này thì chúng ta sẽ chia làm 3. Chúng ta chia 3 theo cái chiều ngang và chia 3 theo cái chiều dọc. Ở đây xuất hiện 4 cái điểm giao. 4 cái điểm giao này về thấu thị thì người ta nhìn nó dễ chịu nhất. Trong khi đó thì chúng ta lại phải tránh cái điểm giữa. Cái điểm giữa này là cái điểm mà chúng ta cần phải tránh. Nhưng mà chúng ta lợi dụng 4 cái điểm giao cắt này để đặt những cái vật mà chúng ta định vẽ vào đây. Tôi nói thí dụ như là chúng ta sẽ đặt một cái cây ở đây chẳng hạn. Thì với cái cách đặt như thế này, người ta nhìn nó thuận mắt nhất. Nếu như chúng ta không tận dụng được các cái điểm cắt này, điểm giao cắt của 1/3 này, thì cái bức tranh chúng ta nó chưa hoàn thiện. Chỉ cần chúng ta đặt lệch cái này đi một chút thôi, vấn đề nó sẽ khác đi. Thế hoặc cả bên này là chúng ta lợi dụng cái chỗ này. Thí dụ như xa xa là núi nhá. Núi. Thế và có một cái dòng sông. Dòng sông nó chảy qua đây. Đây là bờ. Cái dòng sông nó chảy qua đây, nếu như chúng ta đặt vào cái điểm cắt này một con thuyền. Chúng ta đặt vào đây một cái con thuyền. Thì người ta nhìn nó thuận mắt hơn là chúng ta đặt ở các cái vị trí khác. Hoặc là trong những cái tranh mà mang cái tính chất công trình. Thì chúng ta cũng nên quan tâm đến cái quy tắc 1/3. Tức là nếu như mà chúng ta vẽ công trình hay thành phố, chúng ta cũng chia 3 này ra. Và đây là những cái điểm giao nhau của 1/3. Nếu như chúng ta tận dụng được 4 cái điểm này thì bức tranh nó hoàn thiện. Tôi nói thí dụ như là ở đây chúng ta đặt một cái nhà cao tầng này. Sau đó là một dãy các cái nhà thấp. Bên đây là chúng ta cũng đặt một cái nhà phía xa. Thì các cái điểm này là tạo cho chúng ta một cái cảm giác nó ổn định hơn so với các cái điểm khác. Trong quá trình vẽ thì các em lưu ý cho tôi. Cái việc đầu tiên là chúng ta phải xác định được đường chân trời.
Như tôi vừa giới thiệu, với cái góc nhìn của chúng ta là 50 độ, thì chúng ta đặt cái hình của chúng ta vào đâu để cho nó đẹp. Bởi vì khi ra ngoài thực tế thì chúng ta nhìn trong cái phong cảnh nó rất nhiều thứ. Nhà, cửa, cây, cối, núi, đồi, sông, biển, vân vân. Thế thì chúng ta cố gắng làm sao chọn được các cái vật mà nó đứng ở các cái vị trí như tôi vừa mới hướng dẫn các em. Là chúng ta sẽ chia 1/3 ra. Nhưng có một cái điều quan trọng nhất ở trong tranh khi chúng ta vẽ là chúng ta phải luôn luôn xác định được cái đường chân trời. Nếu như chúng ta để ngang hay để dọc thì các em cũng phải lưu ý rằng là cái đường chân trời này luôn luôn không được cắt vào giữa tranh. Bởi vì mắt người ta nhìn thì nếu mà cái gì nó đều quá là gây một cái cảm giác nó khó chịu. Trừ những cái tranh mà nó mang tính trang trí, như ở cái bài mà tôi hướng dẫn với các em về trang trí hình vuông và hình tròn, thì cái đấy lại rất cần về cái sự đều đặn, nhịp điệu. Nhưng ở trong tranh phong cảnh thì nó có một cái nguyên tắc 1/3 lầm và nguyên tắc số 3. Nguyên tắc số 3 này là các em lại cần phải nhớ. Thứ nhất là luôn luôn có ba mảng chính, gồm có, nếu mà nói về hình và mảng nhé, thì nó luôn luôn nó có mảng lớn này, xong rồi mảng nhỏ này, và gì, và vừa. Đây là cái con số 3 mà rất là quan trọng. Khi chúng ta dùng màu thì chúng ta cũng phải để ý đến cái số 3 này. Tức là về màu thì chúng ta lại cần màu sáng này, tối này và xám. Đấy. Tức là luôn luôn cái gì cũng sử dụng đến cái số 3 này. Vậy thì khi mà chúng ta vẽ là cái đường chân trời không nên là các em đặt vào giữa, mà thường nó sẽ rơi vào khoảng 1/3. Một là chúng ta cho cao hẳn lên, cái đường chân trời cao hẳn lên. Thí dụ như chúng ta ra ngoài biển chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy là cái mặt biển nó lớn, đưa hẳn cái đường chân trời nó cao lên. Nhưng khi chúng ta vẽ ở trong đồng bằng, ở những cái ruộng lúa hoặc là những cái phong cảnh núi rừng, thì chúng ta nên là đưa cái đường chân trời này nó xuống thấp này. Cái nơi mà đất và trời gặp nhau thì người ta gọi là đường chân trời. Để làm gì? Để chúng ta xác định được các cái vật mà chúng ta vẽ. Mà khi vẽ là các cái vật ở đây, nó luôn luôn nó hướng về đường chân trời. Các cái điểm cắt của nó là nó hướng về đường chân trời và nó đến một cái điểm tụ. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây tạm dừng. Xin hẹn gặp lại các em ở các bài sau. Xin chào và hẹn gặp lại.